Trong những ngày này, cán bộ đảng viên và đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Thanh Hóa đang hướng sự quan tâm về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ tư năm 2024. Đây là sự kiện chính trị xã hội quan trọng trong cộng đồng các dân tộc thiểu số của tỉnh. Đồng bào các dân tộc đặt niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao vào đại hội. Những ngày này, đồng bào dân tộc Thái ở bản Vịn, xã biên giới Bát Mọt, huyện Thường Xuân đang cùng hướng về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ tư. Bà con đều bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ mới, đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ lãnh đạo tài năng, tâm huyết, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong tỉnh. Bà con bản Vịn chúng tôi chủ yếu làm nông nghiệp, tuy nhiên do đường xá xa xôi, trồng được chút rau màu, nuôi được con lợn, con gà muốn đem bán kiếm thêm thu nhập cũng khó khăn. Bà con rất mong được Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện để có nơi tiêu thụ hàng hóa được thuận lợi, giúp đời sống người dân phát triển hơn. Những năm qua, đồng bào Mông ở bản Suối Tôn, xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với nhiều chương trình dự án thiết thực nâng cao chất lượng đời sống. Bà con bản Suối Tôn mong rằng sẽ có giải pháp bứt phá để khắc phục được những hạn chế trong sản xuất, tiếp cận khoa học kỹ thuật để nhanh chóng giảm tỷ lệ hộ nghèo. Cá nhân tôi thì với là cũng như là bà con nhân dân trong thôn bản thì cũng mong muốn là tiến tới kỳ đại hội tới này là cũng mong muốn là bầu ra được những người mà có bản lĩnh, có đủ trí tuệ, có đủ phẩm chất đạo đức để tiến tới đây thì để đưa cho bà con nhân dân của chúng tôi một ngày đi lên. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ tư năm 2024 không chỉ là dịp tổng kết đánh giá công tác dân tộc, chính sách dân tộc, mà còn lan tỏa những gương sáng, điển hình tiên tiến trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Đại hội sẽ khơi dậy lòng tự hào, ý chí tự lực tự cường trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, thực hiện thắng lợi quyết tâm thư tại đại hội về thực hiện các mục tiêu phát triển khu vực miền núi Thanh Hóa. Trong nhiệm kỳ vừa qua thì Đảng và Nhà nước có nhiều cái chế độ chính sách đối với bà con dân tộc vùng miền núi, và trong cái nhiệm kỳ tới thì cấp ủy chính quyền cũng tiếp tục là mong đại hội đưa ra những cái chủ trương chính sách sát thực, rồi là có phù hợp với từng vùng miền để chúng ta cùng nhau là phát triển kinh tế nhằm là tăng cái nguồn thu nhập, rồi đưa những cái cây con giống phù hợp với địa phương vào để chúng ta phát huy được, để chúng ta dần dần là xóa đói cái giảm nghèo. Với những kết quả đạt được trong 5 năm qua, đặc biệt là từ sự thành công của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các huyện trong tỉnh, đồng bào các dân tộc Thanh Hóa đang rất phấn khởi, đặt nhiều kỳ vọng nhiệm kỳ sắp tới, công tác dân tộc sẽ có nhiều đổi mới, đột phá, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.